Cơ quan quan thuế của Hoa Kỳ gọi tắt là CBP ở hải cảng Los Angeles, Long Beach, California vừa tịch thu được 23 chiếc xe hơi cao cấp bị ăn cắp và đang chuẩn bị xuất cảng sang Trung Quốc. Theo như thông báo của báo chí cho biết là 23 chiếc xe này bao gồm có 11 chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 và 12 chiếc xe Range Rover cũng như Land Rover. Giá trị của 23 chiếc xe này là khoảng 1.9 triệu Mỹ Kim. CPP cho biết là tất cả 23 chiếc xe này sau đó đã được giao cho cơ quan công lực tiểu bang để điều tra và trả lại cho chủ. Trong năm tài khoá 2018, thì CPP tại hải cảng Los Angeles, Long Beach đã tịch thu được 66 chiếc xe hơi chuẩn bị xuất cảng. Tổng cộng các chiếc xe bị tịch thu có giá trị thị trường khoảng 4.3 triệu Mỹ Kim.